Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. 4 mẫu xe mới làm náo loạn thị trường ô tô Việt: Toyota Wigo, Hyundai Accent, Hyundai Kona và Honda HR-V là những mẫu xe ra mắt trong năm nay đang khiến trật tự của thị trường ô tô Việt buộc phải thay đổi. Trật tự thị trường ô tô đang biến động mạnh mẽ trong tháng 10 năm 2018 bởi các tân binh. Trước đây, top đầu bảng xếp hạng bán chạy theo tháng luôn là vị trí của những cái tên quen thuộc như Toyota Fortuner, Forerunner hay Toyota Innova, nhưng hiện tại đã để những Hyundai Accent hay Toyota Wigo thế chỗ. Ford EcoSport, Mazda CX-5 và Honda CR-V không còn xuất hiện trong bảng xếp hạng. Toyota Wigo ra mắt ngày 25 tháng 9. Toyota Wigo có tháng đầu tiên thống kê đầy đủ doanh số với 1.529 xe, vượt qua đối thủ sừng sỏ Hyundai Grand i10 là 1.491 xe. Dẫu vậy, vẫn cần phải có thời gian đủ dài để kiểm chứng mức độ ăn khách của Toyota Wigo, bởi mẫu xe mới ra mắt thường được đón nhận cao hơn trên thực tế. Ở ngay thời điểm ra mắt, Toyota Wigo nhận được không ít lời chê bai từ người tiêu dùng như kiểu dáng không hiện đại hay ít tính năng trang bị so với Hyundai Grand i10. Tuy nhiên, mẫu hatchback hạng A Nhật Bản vẫn tạo ra sức hút không hề nhỏ nhờ lợi thế thương hiệu Toyota, bởi trong tâm lý khách hàng, xe Toyota bền, ít hỏng vặt, dễ sửa chữa và tính thanh khoản cao. Toyota Wigo sử dụng động cơ 4 xi lanh dung tích 1,2 lít cho công suất 86 mã lực tại 6.000 vòng phút và mô men xoắn 107 Nm tại 4.200 vòng phút, hộp số tự động 4 cấp hoặc là hộp số sàn 5 cấp tùy theo phiên bản, hệ dẫn động cầu trước. Hyundai Accent. Từ chỗ một mẫu xe không đáng chú ý trong phân khúc, Hyundai Accent đang vươn lên trở thành một thế lực trong bảng xếp hạng xe bán chạy. Xe ra mắt tại Việt Nam hồi giữa tháng 4 ở thế hệ mới, Hyundai Accent hấp dẫn hơn. Ngoại hình mới, nhiều tính năng, trang bị và giá bán thấp nhất ở mức 425 triệu đồng, chỉ nhỉnh hơn một chút so với nhóm hatchback hạng A. Trong tháng 10 năm 2018, Hyundai thành công bán tổng cộng được 1.686 xe, đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng bán chạy. Một nhân viên đại lý Hyundai khu vực phía Nam cho biết, đại lý này đang nợ hàng trăm đơn hàng, Accent đang không có xe để giao cho khách. Hyundai Accent thuộc phân khúc sedan hạng B, cạnh tranh với Toyota Vios, Mazda 2, Honda City, Suzuki Seat, Nissan Sunny hay Mitsubishi Electric. Xe trang bị động cơ Kappa 1.4 MPI cho công suất 100 mã lực và mô men xoắn 132 Nm, hộp số tùy chọn loại tự động 6 cấp hoặc là hộp số sàn 6 cấp, dẫn động cầu trước. Honda HR-V. Honda HR-V chính thức chào thị trường Việt Nam vào ngày 18 tháng 9 vừa rồi. Trước ngày ra mắt, một nhân viên tư vấn bán hàng của hãng bày tỏ nỗi lo sẽ không thể bán được xe bởi giá quá cao, vượt phân khúc, nhưng kết quả kinh doanh tháng 10 cho thấy chiều hướng ngược lại. HR-V bán vượt cả hai đối thủ Hyundai Kona và Ford EcoSport. Trong phân khúc, Honda HR-V cũng là mẫu xe có ít sự lựa chọn nhất. Bản G có giá 786 triệu đồng và bản L giá 866 triệu đồng. Trong khi đó, Hyundai Kona có 3 phiên bản và Ford EcoSport có tới 5 phiên bản. Honda HR-V trang bị duy nhất động cơ 1,8 lít hút khí tự nhiên, công suất 141 mã lực và mô men xoắn 172 Nm, kết hợp hộp số vô cấp CVT, trang bị an toàn trên xe có hỗ trợ phanh ABS, EBD và BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, ga tự động, cảm biến lùi, camera lùi và 6 túi khí. Hyundai Kona. Trong lễ ra mắt Hyundai Kona hôm 22 tháng 8, ông Lê Ngọc Đức, tổng giám đốc Hyundai thành công đặt kỳ vọng bán 500 xe mỗi tháng và tin vui đã đến vào tháng 10. Mẫu crossover cỡ nhỏ Hàn Quốc đạt tới 635 xe, trong khi tháng 9 chỉ bán được có 415 xe. Việc bán chạy trên thị trường cũng là nỗi lo của Hyundai thành công khi phải nhường dây chuyền sản xuất cho Kona, đồng nghĩa với việc phải cân đối giảm sản lượng của mẫu xe khác, dẫn tới việc nợ đơn hàng. Trong khi đó, năng lực của nhà máy chưa thể nâng lên trong năm nay. Về động cơ, Hyundai Kona được trang bị động cơ Atkinson MPI 2.0, công suất 149 mã lực và mô men xoắn 180 Nm, hộp số tự động 6 cấp. Bản cao nhất sử dụng động cơ tăng áp Gamma 1.6 TGDI, công suất 177 mã lực và mô men xoắn 256 Nm, hộp số ly hợp kép 7 cấp. Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa sắc nét và đẹp mắt. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ, hạnh phúc và thành công.